Xin chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Văn Dần, kỹ thuật viên công ty PMC. Hiện đang làm việc ở dự án Agrigate số 2 Láng Hạ. Trong năm 2016, tôi đã được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm cũng như nâng cao tay nghề. Tôi cảm thấy khóa đào tạo này rất bổ ích và giúp tôi hoàn thiện những thiếu sót của bản thân. Tuy nhiên, theo tinh thần không thỏa hiệp với chất lượng, tôi cảm thấy bản thân vẫn còn nhiều hạn chế và tôi sẽ cố gắng hoàn thiện mình trong năm 2017. Trong năm 2017, tôi rất mong muốn tham gia các khóa đào tạo ngoại ngữ và định hướng của công ty và cố gắng tìm hiểu chuyên sâu về các hệ thống cũng như hoàn thành tốt các công việc được giao phó. Gia đình tôi hiện có bố mẹ và một con gái vừa tròn 1 tuổi sang năm mới. Tôi mong ước gia đình mình có một năm mới hạnh phúc và hòa thuận. Chúc anh chị em và bạn bè mới trong công việc luôn suôn sẻ thuận lợi. Chúc PMC luôn vững mạnh và phát triển.